Các bạn đang nghe truyện hệ thống hắc khoa kỹ quán nét trên kênh TV Audio CV. Chương 850, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận Mấy tuần này trong tiệm phát ra, phong thần bản, đúng là Tây Kỳ, ân thương giao chiến say sưa thời điểm, xiển giáo tiệt giáo hai phái môn nhân, các lộ tiên quân ẩn sĩ, lần lượt đăng tràng, các lộ pháp bảo, trận pháp, thần thông, tại đây tòa phong thần trên sân khấu, triển lộ ra tuyệt thế phương hoa, cơ hồ trong tiệm tất cả mọi người, đều xem đến kích động không thôi, mỗi một tập, mỗi một trận đấu pháp đều hận không thể lật qua lật lại, vừa ý tầm 10 tháp mới tốt. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại đây phiến nhân gian trên chiến trường, lại cũng có thể diễn dịch ra như thế rộng lớn thần tiên đấu pháp tràn diện, càng không cần nói, bọn hắn sử dụng thần thông, pháp bảo, cơ hồ mỗi người đều mới nghe lần đầu, muốn chỗ không muốn, cùng dĩ vãng bất luận cái gì chứng kiến truyền thuyết câu chuyện bất đồng, dù là xem, Tây Du Ký bọn hắn cũng không quá đáng nhớ kỹ tề thiên đại thánh như lai phật tổ vân vân một số người vật nhưng ở bộ này phong thần bản trong văn trọng văn thái sư khương tử nha thập thiên quân triệu công minh chờ một chút mỗi một cái tên hết thảy người xem cơ hồ tất cả đều hạ bút thành văn mỗi lần bàn về thậm chí hắn mỗi người thân có phát bảo thần thông đều có thể đạo được nhất thanh nhị sở có lẽ này nhân gian trên chiến trường Chính là một hồi có một không hai vô lượng đáng sợ hảo kiếp, nhưng nếu không có trận chiến tranh này, như thế nào lại có như thế chi nhiều ẩn sĩ kỳ nhân hoành không xuất thế? Như thế nào lại có như thế nhiều chưa từng kỳ bảo vang dội cổ kim, như thế nào lại có người biết được? Những này xưa nay lánh đời mà cư, tìm hiểu núi giao du, không hỏi thế sự luyện khí sĩ nhóm, đã từng là triển lộ qua hạng gì cái thế tiên uy, trước có thập thiên quân bố trí xuống thập tuyệt đại trận, hai quân trước trận. Tây Kỳ đau khổ không được phá trận, chủ soái gần như đạo vẫn, cuối cùng dẫn động thập nhị kim tiên bước vào trần thế, hiệp lực vừa mới phá đi, rồi sau đó lại có tam tiên đảo tam tiêu bày xuống cửu khúc hoàng hà trận. Lại nói cái kia triệu công minh một thân tu vi, lại luyện đến. Ngọc cơ tiên thể, vì báo tiệc giáo mấy vị thiên quân bị giết mối hận, hạ được trong núi, một người liên tiếp đánh bại thập nhị kim tiên, đại thắng mà về, hôm nay lại lạc được cái vị thất tiễn thư chỗ bắn, không hề phương pháp, chỉ có thể ngồi chờ chết, kêu đau một tiếng, bất đắc dĩ quy thiên. Triệu công minh làm người cực nặng nghĩa khí, thực sự vì thế thân tử đạo tiêu, lúc này mới đã có tam tiên đảo tam tiêu xuống núi tương trợ, chỉ thấy cái kia mây xanh chọn lấy 600 tên quân tốt, bạch đất vẽ thành đồ thức, nơi nào lên, nơi nào dừng lại, bên trong dấu tiên thiên mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo như cửu cung bát quái, xuất nhập môn hộ, liên hoàng tiến thối, ngay ngắn rõ ràng người mặc dù bất quá 600, trong đó huyền diệu không dưới trăm vạn chi nhiều, tuy là thần tiên, nhập này cũng hồn tiêu phách tán. Hắn trận mọi người diễn tập nửa tháng có thừa, liền đã đi quen. Nhìn đến đây, hết thảy người xem, đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tam tiêu tỉ muội đạo pháp rõ ràng cao đến tình trạng như thế, đúng lúc này, cô Đình Vân cũng là gắng sức đuổi theo thật vất vả đuổi kịp mọi người tiến độ, nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động, có thể tưởng tượng. Chọn một bầy bình thường quân tốt. Huấn luyện nửa tháng, lâm trận mới mài gương, có thể bày ra như thế đại trận. Điều này thật sự là quá khó mà tưởng tượng, chỉ thấy trận kia thành thời điểm, trận sắp xếp thiên địa, thế bày hoàng hà, gió lạnh ào ào khí người cao, khói đen lan tràn che mặt trời nguyệt. Trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tâm, thảm khí trùng tiêu, hơi mù triệt địa. Mất hồn diệt phách, mặt ngươi ngàn năm tu trì thành không tưởng, tổn hại thần ủ rũ, mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều xảy chân. Bởi vì cái gọi là thần tiên khó đến, lột bỏ trên đỉnh ba hoa, quản chi ngươi Phật tổ đích thân đến, cũng tiêu tan trong lòng ngực ngũ khí. Gặp trận này kiếp số khó tránh, gặp hắn thì thật người sao trốn. Trận này bố trí tự hồ so thập tuyệt trận càng đơn giản hơn, nhưng nào biết quy lực, lại lại vẫn tại 10 trận phía trên, mau nhìn. Cái kia thập nhị kim tiên đến phá trận rồi, cử hoa thành trong tiệm, một đám người ngồi ở trong tiệm, quả thực là tiếng hô liên tục, ngày bình thường lạnh nhạt trầm tĩnh, hôm nay bên trong cũng không bình tĩnh lại được rồi, mỗi người hô to gọi nhỏ, nguyên bản quy quy cũ của, của mọi người, còn là lần đầu hiện ra cảnh tượng như vậy. Vị thứ nhất vào trận lại là quản thành tử. Ngọc Hư cung môn hạ vị thứ nhất kích kim trung thủ tiên. Còn có vị thứ hai tiến vào tiên xích tinh tử rõ ràng cũng tới trợ trận, mà ngay cả trước giờ trấn định nạp lan hồng vũ, giờ phút này cũng không nhịn được xem đến hào khí nảy sinh, phản phất có thể quan thượng như vậy một hồi đấu pháp, đã là cho rằng vì suốt đời chi ngạo, không uổng công cuộc đời này rồi, chỉ thấy cái kia xích tinh tử chân đạp hoa sen, tiên pháp huyền diệu, trước kia vì phá thập tuyệt trận, lại đem trong động tím thụ tiên y, âm dương kính đợi chí bảo đều mang tới hộ thân. Quảng thành tử càng là cầm kiếm lăng không, ẩn giật nhưng thấy mây xanh đem hỗn nguyên kim đấu tế lên, một vệt kim quang bắn ra, như điện bắn mắt, cái kia xích tinh tử liền không biết sao, ngã xuống trong trận. Vừa vào trong trận, trên đỉnh nê hoàng cung tựa như phong giống như bế, chỉ thấy hắn tại trong trận lão đảo, dù có thông thiên đạo hạnh, nửa phần thi triển không ra, cho dù là quản thành tử cũng không thể tốt hơn hơn nửa phần, cùng xích tinh tử một đạo, bất quá hợp lại, đều bị bắt được, ngay sau đó, tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều không thể tin được tự mình con mắt một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia tam tiêu tỷ mùi thúc dục đại trận, vận dụng pháp bảo, một đường đánh lén mà lên, cầm văn thù nghiễm pháp thiên tôn, cầm phổ hiền chân nhân, cầm từ hàng đạo nhân, cầm thanh hư đạo đức chân quân, cầm đạo hạnh thiên tôn, cầm ngọc nghiêm túc người. Thập nhị kim tiên, vậy mà không một người được cởi. Đều bị cầm ở trong trận, trước phá vỡ thập tuyệt trận, đại hiển tiên uy xiển giáo thập nhị kim tiên, lại không một người là thứ nhất hợp kẻ địch, quá. Quá là đáng sợ. Cửu khúc hoàng hà trận, chính là bản long bình sinh ít thấy, kinh khủng nhất đại trận, thương lan thành trong tiệm, chỉ thấy một đầu hắc long cao giọng nói, chính là thiên hạ đệ nhất đại trận. Quy lực như thế, thần kỳ như thế, trận này còn có người nào có thể phá đi, đông đại lục tiệm mới, mấy vị lão tổ đều quả thực xem đến tâm kinh đảm hàng cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên lại có thể sinh sinh ở trong trận bị nạo trên đỉnh tam hoa gần như phế đi một thân đạo hạnh thành phàm phu tục tử một màn này tất cả mọi người cơ hồ đều không chỉ là giật mình đơn giản như vậy tất cả mọi người cơ hồ đều tại trong lòng hò hét đây chính là thập nhị kim tiên na to như vậy một cái chiến trường vô số kim tiên lâm thế giờ này khắc này lại chỉ còn lại nhiên đăng cùng khương tử nha lẻ loi trơ trọi hai người chỉ thấy cái kia nhiên đang gặp sự tình không tốt, mượn độn thổ hóa gió mát mà đi. Cái này, muốn biết bọn hắn xem, Tây Du Ký, thời điểm, nhiên đăng cổ Phật cho bọn hắn ấn tượng, cơ hồ có thể cùng như lai Phật tổ ngang vai ngang vế đấy, rõ ràng gặp được hôm nay bị đánh đến chạy trối chết. Chỉ có thể đi Ngọc Hư cung mời Nguyên Thủy Thiên Tôn, từng cơn sóng liên tiếp, càng rộng lớn, càng thật lớn chiến đấu, càng khó có thể hơn tưởng tượng đấu pháp, quả thực xem đến cả đám muốn ngừng mà không được, không nói đến cái kia cửu khúc hoàng hà trận thấy được rõ ràng, cho là có thể y dạng họa hồ lô bày sắp xuất hiện đến, liền nói kế tiếp thập nhị đệ tử đều hãm, nguyên thủy thiên tôn lại nên làm như thế nào quyết đoán, cũng gọi người xem đến mức thiết không thôi, cơ hồ muốn lập tức biết. Đáp án, ai nha? Cái này, phong thần bản, như thế nào đẹp mắt như vậy? Khương Tiểu Nguyệt đúng lúc này không nhịn được năng nỉ nói, lão bản, có thể hay không mỗi ngày nhiều phóng mấy tập sao? Ách! Ngày hôm sau sáng sớm, cửa tiệm còn chưa mở, liền nhìn thấy một đám người đã vây ở cửa tiệm trước, cơ hồ mỗi cửa tiệm trước, đều vây chặt đến không lọc một giọt nước. Một ngày này, cửa tiệm vừa mở, mỗi người chen chút mà vào, sáng sớm, trong tiệm đã tiếp cận ngồi đầy, phương lão bản nhìn quét trong tiệm liếc. Chỉ thấy to như vậy một tòa trong tiệm, người người nhốn nháo, hối hả, liếc nhìn lại, nghiêm chỉnh trung đội trưởng chỗ ngồi, tất cả tu sĩ võ giả, có tay nâng mì tôm, lộ vẻ điểm tâm cũng không tới kịp ăn, có trên bàn bày biện một ly cappuccino, băng hồng trà, thích ý uống một cái, hồi tưởng lại lúc đầu mới đến dị giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại. Cảm giác trời quảng đất rộng, ở đâu tưởng tượng được, tự mình khai mở tiệm nét, sẽ có như thế quy mô một ngày. Hắn đưa tay đặt tại trên quầy, ngắm nhìn trong tiệm quang cảnh, hít một hơi thật sâu một đạo truyền ba hữu, hai đạo xiển tiệt phân, tại đây phiến thế giới khác thổ địa bên trên, không biết bắt đầu từ khi nào, cũng bắt đầu truyền lưu nổi lên từng tại chính mình sinh trưởng cái kia tên phim vì hoa hạ thổ địa, một quyển cuốn lên người thiên cổ truyền kỳ. Nhị Lan Thần Quân, Tề Thiên Đại Thánh Tam Hoàng Giáo Hóa, Nữ Hoa Bổ Thiên Thậm chí phong thần diễn nghĩa, quần tiên gặp nạn. Có lẽ đúng lúc này, trong tiệm những này những khách cũ bọn hắn đã sớm xem quen rồi kịch bên trong sinh tử truyền thuyết đẹp lạ thường bởi vậy vô luận như thế nào khó có thể tin sự tình bọn hắn cũng hầu như không bằng lúc đầu như vậy lo sợ không yên thất sắc nhưng là nguyên nhân chính là như thế chỉ thấy trong tiệm trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại lòng kính sợ quan sát một màn trước mắt màn bọn hắn tại nơi đây chứng kiến đấy có phàm nhân tu trì mà thành thần tiên cũng có chưa bao giờ nghe thần thông đạo pháp có thay trời hành đạo các hiển thần thông xiển giáo tiên, cũng có nhìn như hung ác, rồi lại trọng tình trọng nghĩa tiệt giáo tiên. Những tiên nhân này, so trong truyền thuyết đấy, bọn hắn chỗ từng nghe chuyện thần thoại xưa bên trong thần tiên nhóm, càng thêm có huyết có thịt, bọn hắn tại có lẽ tại nơi này trong chuyện xưa sẽ bỏ mình tiên thăng, lại phản phất hóa thành từng đạo bia đá, đứng bất động ở những này khán giả trong lòng. Có lẽ trong lòng bọn họ sẽ có nghi hoặc, rốt cuộc là như thế nào đất thiên nảy sinh hiền tài, địa linh nhân kiệt mới có thể thay ngén ra dạng này truyền thuyết thần thoại dạng này thần tiên chi nhiều mà đồng dạng trong lòng cũng của bọn họ chậm rãi bay lên một loại tên là kính ngưỡng cảm xúc xem đây nè lúc này mới chính xác gọi là tiên nhân phong thái a cũng không biết sao nhìn xem toàn bộ trong tiệm mọi người phương khải cảm xúc trong đáy lòng tựa như trường giang hoàng hà như muốn trào lên đi ra có lẽ đó là một loại cảm động cảm xúc đi lão bản, đúng lúc này, một đạo dễ nghe mà lại thanh âm quen thuộc tại Phương Khải vang lên bên tai nói, nha, ngươi như thế nào một người ở chỗ này nha? Không nhìn, phong thần bản, sao? Chỉ thấy quầy hàng bên ngoài dưới đấy, toát ra một cái cái đầu nhỏ đến, Khương Tiểu Nguyệt nhón chân lên, một đôi mắt to nhìn xem Phương lão bản. Cái gì cái gì, Phương lão bản phục hồi tinh thần lại, ngươi tại sao lại chạy tới đây à nha? Không muốn đi học mà hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, học viện ngày nghỉ Á, Khương Tiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Các ngươi ngày quốc tế thiếu nhi còn nghỉ. Không học bù sao? Không cần nội trú sao? Phương Lão Bản Trừng to mắt nói, các ngươi học viện như thế nào các loại ngày nghỉ ngày càng nhiều. Nhớ năm đó bản lão bản đến trường. Tất cả đều là ngày nghỉ càng ngày càng ít đấy, không được, ngày mai muốn đi với các ngươi lão sư nói, tiểu hài tử mỗi ngày phóng cái gì giả đứng ở trong học viện học tập không giỏi sao ai nha các lão sư đều nhìn phong thần bản rồi làm sao có thời giờ đi học khương tiểu nguyệt dậm chân nói hôm nay không phải đổi mới mà ta hẹn tố tỷ tuyết nhi tỷ tỷ đạp lan lão gia gia còn có ta đại ca còn có thật nhiều người cùng một chỗ xem hôm nay đổi mới cùng chúng ta cùng đi xem sao cái này có cái gì đẹp mắt Phương lão bản còn chưa có nói xong, đã bị tiểu nha đầu này kéo đi xem kịch. Lão bản, cái này, hạo thiên thượng đế, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Như thế nào hắn nói muốn chết thập nhị tiên thủ xưng thần, liền phải xưng thần nha? Có vẻ giống như định phong thần bản cũng cùng hắn có quan hệ. Lão bản, ngươi nói. Cái này cửu khúc hoàng hà trận lợi hại như vậy, đến lúc đó muốn làm sao phá nha? Khương Tiểu Nguyệt tựa như người hiếu kỳ bảo bảo, một đường hỏi này hỏi kia cũng có yêu nữ ngân bích khánh vân tiên tử đợi nghị luận ầm ĩ trận này huyền diệu lại tránh hợp chúng ta đạo hạnh phải chăng có thể học một hai phương lão bản cũng là thật lâu không có lái qua phim truyền hình ngắm cảnh du lịch đoàn rồi là dùng lần này cùng một chỗ ngắm cảnh những khách cũ một cách lạ kỳ nhiều đông đến tiên di đại lục đi tây thậm chí thú nhân vương quốc tinh linh vương quốc cơ hội đến từ các nơi đấy quen biết người chơi khách hàng hội tụ cùng một chỗ bọn hắn liền đứng tại tây kỳ cùng ân thương đối lập cái kia phiến trên chiến trường đỉnh lấy chiến trường cuồn cuộn bụi sóng lớn nhìn xa đại trận kia tựa như thật hoàng hà cửu khúc trọc lãng thực không mà lúc này đây chỉ thấy khương tử nha đốt hương đón chào chỉ thấy ai ai hương khói mờ mịt khắp nơi bỗng nhiên có ca thơ từ trên trời hạ xuống ca viết hỗn độn cho tới bây giờ đạo đức kỳ toàn bằng huyền lý lập huyền cơ hội thái cực lưỡng nghi cũng tứ tượng, thiên khai tại tử nhâm vi hắn. Người xấu xí dần ta nắm giáo, hoàng đình hai quyển lần bầy mê. Hoàng cân lực sĩ nghe sắc mệnh, hương khói cuồn cuộn chúng tiên theo. Xiển đạo Pháp Dương thật giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cách Ngọc Trì. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lập tức chỉ thấy hương dẫn lại lên, dị hương mùi thơm ngào ngạt, rất đầy rặng mây đỏ, nghe không trung hô minh thanh âm, Nguyên Thủy viết, Bát cảnh quan đạo huynh đến rồi. Đúng là, hồng mông mổ phá huyền hoàng cảnh, lại đang nhân gian trị ngũ hành, lần được hiên viên thăng bạch họa, hàm quan thi pháp đạo thường minh. Đạo nhân ảnh kia thừa lúc thanh ngư mà hàng. Thứ này lại có thể là bác cảnh cung trưởng giáo đại lão gia. Lão tử cũng tới. Rõ ràng nhìn thấy, cửu khúc hoàng hà trận trước, đến rồi hai vị trưởng giáo cấp nhân vật, rõ ràng trận này muốn trưởng giáo đích thân đến mới có thể phá mà. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với tam tiêu đạo hạnh cách nhìn, đã toàn bộ không phải trước cảm giác. Một trận này, lại có thể kinh động hai gã trưởng giáo giáng lâm, giờ khắc này, mọi người đều biết, vô luận về sau thành hay bại, mặc dù bại càng quan vinh, đáng tiếc nói như thế đi, mai kia đều thành không tưởng. Cô Đình Vân, Nạp Lan Hồng Vũ mấy người cũng thổn thức nói. Quả nhiên, chỉ thấy quỳnh tiêu gặp lão tử tiến vào trận đến xem chừng khiến cho phóng nhắc đến kim giao tiễn đi cái kia cắt bỏ trên không trung rất gãy như cắt bỏ đầu dao đầu vĩ giao phối rơi đem xuống lão tử tại ngưu trên lưng trông thấy kim giao tiễn rơi xuống đem ống tay áo nhìn lên đón lấy cái kia cắt bỏ như giới tử rơi với trong biển rộng không hề có động tĩnh gì lập tức tiện tay liền đem hỗn nguyên kim đấu kim giao tiễn tất cả đều thu đi quỳnh tiêu trường kiếm mà đến nguyên thủy mệnh bạch hạt đồng tử đem tam bảo ngọc như ý tế trên không trung chính giữa quỳnh tiêu trên đỉnh mở ra thiên linh một đạo linh hồn hướng phong thần đài đi bích tiêu tắc thì dùng một cái phi kiếm tới lấy nguyên thủy thiên tôn bị bạch hạt đồng tử giống nhau ý thanh phi kiếm đánh rất bụi bặm nguyên thủy trong tay áo lấy một hộp vạch trần che ném ngắt đến không trung đem bích tiêu cả người lẫn ngựa chứa ở trong hộp chỉ chốc lát hóa thành huyết thủy một đạo linh hồn hướng phong thần đài đi giờ khắc này, bắt đầu biết mấy vị giáo chủ năng lực. Hai vị này giáo chủ, lại có thể mạnh như thế, tất cả mọi người đều biết nhị vị giáo chủ mạnh, nhưng tuyệt không nghĩ đến, sẽ mạnh đến tình trạng như thế, rõ ràng trong mắt bọn hắn, có thể bố trí xuống khủng bố như thế cửu khúc hoàng hà trận tam tiêu, trực tiếp bị nghiền áp, đúng lúc này, tại trong lòng tất cả mọi người, mấy vị giáo chủ quả thực cũng đã tương đương thần tiên trong vô địch biểu tượng, vậy mà hắn uy năng đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phương lão bản xuất lĩnh đoàn tham quan mọi người liền đứng tại cửu khúc hoàng hà trận trước ngước nhìn trận này thần tiên cuộc chiến mấy vị này giáo chủ rốt cuộc là lai lịch gì rõ ràng thần thông như vậy chẳng phải là thế gian sớm đã vô địch thủ tố thiên cơ một bên xem kịch vừa lên tiếng nói cũng không biết bọn họ là tu luyện thế nào lại có thể cứ như vậy cường đại đây còn không phải là lấy lớn hiếp nhỏ Yêu nữ ngưng bích hừ lạnh nói, hơn nữa còn là hai cái cùng đi, theo ta thấy, cái này tiệt giáo mới là lợi hại nhất, tiệt giáo giáp chủ môn hạ mới ba người, liền đem xiển giáo môn hạ đánh cho hoa rơi nước chảy. Kết quả ngược lại bị khi phụ sĩ nhục chết. Đúng vậy, bán biên thành tu sĩ liên minh mấy người cũng phụ họa nói. Cũng không thể nói như vậy. Hoàng tộc công hội ngũ hoàng tử nói, các nàng xác thực không sai, nhưng phải biết, cái kia trụ vương, các kỹ tại triều ca, giết hại bao nhiêu trung lương, dân chúng cũng nước sôi lửa bỏng, những thứ khác không nói, cái kia bào cách, sái bồn xem đến quả thực khiến người tê cả da đầu. Các nàng tại đây ngăn trở một khắc, hôn quân cùng yêu hồ liền có thể tiêu giao một khắc, trợ trụ vi ngược, các ngươi đáp ứng, khương hoàng hậu cùng bị sái bồn giết hại tần ngự hơn 10 người, lão thần thương dung còn có những cái kia chết thảm trung lương, còn có sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng dân chúng cũng sẽ không đáp ứng làm một hoàng thất đệ tử, hơn nữa là một cái thống trị phía dưới thiên hạ an khang hoàng thất đệ tử, tự nhiên minh bạch một cái vương quốc từ bên trong một nát ý vị như thế nào. Mọi người nghe xong, tự hồ lại cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. IA a a. A a. Không đúng không đúng, ngưng bích nguyên bản nghe, cũng hiểu được có đạo lý, cái kia trụ vương, đắc kỷ mỗi lần nhắc tới, đã kêu người hận đến nghiến răng, đặc biệt là đắc kỷ, như thế nào cũng không nghĩ ra như thế nào cái này yêu hồ có thể hư đến loại tình trạng này. Không phải vậy nguyên bản cái kia trụ vương Thoạt nhìn còn có chút tài đức sáng suốt đấy. Nhưng nghĩ một lát, bỗng nhiên như nghĩ thông suốt, lắc đầu liên tục nói, các ngươi nói được không đúng. Tam tiên đảo tam tiêu nương nương vốn là không có ý định rời núi ngăn trở Tây Kỳ quân, hiện tại thuần túy là Triệu Công Minh chết thảm vì báo thù này, nhằm vào cũng là kẻ chủ mưu lục áp đạo quân tối đa Khương Tử Nha nhận được điểm ảnh hướng đến, cùng những người khác có quan hệ gì. Cái kia lục ác đạo quân tốt xấu vừa mới giúp Tây Kỳ quân, cũng không thể tá ma giết lừa, cứ như vậy để đó mặc kệ đi. Nam Hoa Tông Hề Trì chân Nhân trong tay phất trần phất một cái, tại nơi này Tây Kỳ quân trận trước liền gia nhập thảo luận. Đề tài này cùng đi, lại là một đám người cùng một chỗ xem kịch, cái này đã có thể vỡ tổ. Một đám người ngươi một lời ta một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cái kia đến tột cùng là ai sai, nguyên bản tâm tính thật tốt Khánh Vân Tiên Tử nhìn thấy Tam Tiên Đảo Tam Tiêu nương nương một thân đạo hạnh, rơi vào kết quả như vậy, hiển nhiên cũng có chút không bình tĩnh rồi, nguyên bản các nàng tại Tam Tiên Đảo, tầm tiên vấn đạo, tiêu diêu tự tại đấy, như thế nào biết chạy đến cái này đến sông tới mấy vị giáo chủ đại lão gia, còn cứ thế mà la hét phải giống như đối phó mấy vị kim tiên đồng dạng đối phó hai vị giáo chủ. Rõ ràng trước trận La hét muốn đánh nát mấy cái giáo chủ đầu, trước phóng kim giao tiễn, lại tế hỗn nguyên kim đấu, loại lời này phóng xuất, ai khích lệ đều không tốt khiến cho, cái này có thể không bị đánh sao, với tư cách trưởng giáo tiết đạo luật liền tràn đầy cảm xúc, muốn tiêu ngọc luật thằng nhãi con này dám ở trước mặt bản tọa như vậy tất tất, tại chỗ liền để hắn không thấy được ngày mai Thái Dương, đúng lúc này, còn tại đứng quầy tiêu ngọc luật không hiểu hắc hơi một cái, tả hữu. chung quanh tâm mờ mịt, hắc xì ai lại đang nhắc tới bản thiếu gia? Đây còn không phải là bởi vì triệu công minh chết thảm, Khương Tiểu Nguyệt cũng gia nhập thảo luận, tức giận nói, tam tiêu nương nương khẳng định tức ván đầu, không phải vậy ba vị là chủ trương mặc kệ việc này, không ra đảo đấy, như thế nào biết hiện tại khích lệ đều không khuyên nổi. Thì nên trách cái này lục áp đạo quân. Đúng lúc này người đều chuồn đi. Khẳng định chính là hắn, Nam Hoa Tông mặc tiên các đệ tử linh cơ khẽ động, liền nhìn thấy cái này đặc biệt trộn gà đạo nhân, chỉ ra và xác nhận nói. Thế nhưng mà, vì ân thương trung lương cùng bách tính nhanh chóng vẫn là đa số người đấy, dù sao ở đây cũng có không ít là bình dân cùng tiểu quý tộc thân phận, lục áp đạo quân không ra tay, chẳng phải còn là không có cách nào đánh tới triều ca đi sao. Trước cuộc là ai hại chết tam tiêu nương nương, liền vấn đề này triển khai nhiệt liệt tranh luận, cuối cùng, lại về tới vấn đề điểm khởi đầu kia rốt cuộc trách ai? Quái Tây Kỳ. Quái Triệu Công Minh. Thì trách lục áp đạo quân. Khẳng định lại hai vị giáo chủ. Ở đây có đại tu, có trưởng giáo, có yêu tộc cũng có tu tả đạo chi sĩ. Lập trường bất đồng, đoán nán lại vấn đề góc độ cũng bất đồng. Một ngàn người xem phong thần bản, sẽ có một ngàn cái phong thần bản diện mạo. Kịch còn chưa xem hết, chỉ thấy một đám người, đã tại hai quân trước trận, triển khai so Tây Kỳ, ân thương cuộc chiến còn muốn kịch liệt biện luận giải thi đấu, thì trách cái này triệu công minh. Quái văn trọng. Chính là các nàng tự mình. Chưởng giáo cũng dám gây. Người nói cái gì, ngưng bích một đôi đôi mắt đẹp trừng mắt, xăng tay áo một cái, hai khỏa ngân thiểm tránh răng nanh cũng lộ ra một đoạn nhỏ đến, một trương khuôn mặt cũng đi theo lạnh lẽo, một bộ ai nói ta muốn đánh nát ai đầu chó dáng dấp, vừa mới ai nói đấy. Đứng ra nàng đôi mắt đẹp quét qua, vừa mới hô quái triệu công minh chính là bán biên thành tán tu, lúc này vội vàng đem đầu co rụt lại. Hừ, chân hồ cảnh, loại này sức chiến đấu vì năm cặn bã, còn không đáng cho nàng chú ý, lập tức lại đem ánh mắt quét qua, cái khác hô quái văn thái sư đấy, là một tên không có danh khí gì võ giả, cũng liền vội vàng đem đầu co rụt lại, sợ bị cái này yêu nữ hành hung một trận. Linh hải cảnh, xuống máy sau sợ là muốn trực tiếp bị đánh bạo đầu chó. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ha ha. Cho rằng khi dễ những này sức chiến đấu vi phụ người xem liền lợi hại sao. Bản tôn không phục. Bản tôn hôm nay sẽ vì ân thương dân chúng cùng chết thảm trung lương nói một câu. Chỉ thấy một cái hoạt kê cầu từ trong đám người nặng đi ra, một bộ giang tinh dáng dấp, vẻ mặt đắc ý kêu lên, tự là bản tôn nói có bản lĩnh đến đánh bản tôn nha bán điên thành cửa hàng bỗng nhiên chỉ thấy một cái muội tự lấy xuống máy giả lập đẩy chỗ ngồi đứng lên ngươi một cái yêu ma còn sẽ quản dân chúng trung lương rồi hả cho ngươi gian a ấy da da lão bản có người đánh người có người đánh người đánh hoặc kê cầu không tính đánh người ha ha phương lão bản tiếp tục xem kịch a à a à nha lôi phạt đâu này quy củ đâu này đúng lúc này hệ thống thăng cấp hoàn tất quyền hạn tăng lên phương lão bản liếc nhìn bình tĩnh nói quy củ không phải đều là ta định sao ấy da da nha nha ta không bao giờ nửa gian rồi nữ hiệp tha mạng hảo hán tha mạng qua nha nha mọi người ở đây vì nhiều tiệp giáo tiên chết làm cho túi bụi thậm chí còn có người vì thế ra tay đánh nhau, lại như cũ không có nhau nhau đi ra một cái kết quả thời điểm. Lúc này trong màn hình, chỉ thấy một đạo cưỡi hổ đạo nhân thân ảnh, phía trước thì là một tên cầm trong tay nước lửa đạt, khoác trên vai bát quái tím thụ tiên y, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vừa mới chuẩn bị xuống núi người trẻ tuổi. Vừa lúc đó, chỉ thấy cái kia cưỡi hổ đạo nhân từ sau lưng trong rừng đi ra, cười ha ha, điện hạ, xin dừng bước một đám người bỗng nhiên an tĩnh lại, nhìn xem người này, ồ. Ôi chao. Người này, vừa mới còn lớn hơn âm thanh la hét quái cái này quái cái kia đấy, bỗng nhiên toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, phản phất phát hiện cái gì. Vừa mới còn làm cho túi bụi cả đám, giờ phút này tất cả đều nhìn chầm chầm tới. Một màn này. Như thế nào như vậy nhìn quen mắt, đúng vào lúc này, thấy kia đạo nhân mặt trắng râu dài, tiến lên gặp ân hồng đánh cho chắp tay ân hồng cũng theo sư lễ mà đợi ân hồng hỏi đạo trưởng họ cao đạo nhân nói ngươi sư cùng ta một giáo đều là ngọc hư môn hạ ân hồng hỏi sư thúc cao tính đại danh hôm nay đến tận đây có gì gặp dụ ta chính là thân công báo đạo nhân cũng chưa trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi hôm nay đi nơi nào đây là ân hồng nha mọi người nhìn xem trước mắt người này oai hùng thanh niên Khương hậu bị giết, ân hồng thân là nhị điện hạ cũng thiếu chút chết thảm, thật vất vả mới trốn sắp xuất hiện đến, nếu không có tiên nhân cứu giúp, chỉ sợ lúc này sớm đã chết đi đã lâu. Đúng lúc này học được một thân bổn sự, càng đem xích tinh tử thấp động pháp bảo tất cả đều mang theo đến, âm dương kính, tím thụ tiên y, tất cả mọi người có thể tất cả đều được chứng kiến hắn uy năng, ai nha. Cái này cuối cùng có thể đi báo cái kia giết mẫu mối thù rồi. Mọi người nhìn đến cũng không nhịn được trở nên kích động, ngày xưa chán nản nhị vương tử, hôm nay rốt cục cũng trưởng thành đi lên, cái này nhìn đắc kỹ còn như thế nào ương ngạnh. Trước mắt liền gặp được Ân Hồng Đáp, Phụng Sư Mệnh, hướng Tây Kỳ trợ võ vương phạt trụ. Thân công báo vẻ mặt nghiêm mặt, quát: "Lẽ nào lại như vậy, Trụ vương là ngươi cái gì người?" Hồng viết: "Là đệ tử cha." Đạo nhân hét lớn một tiếng, thế gian há có tử trợ người khác phản phạt phụ thân lý lẽ huống chi ngươi nay trợ võ vương phạt trụ hẳn có bất trắc thứ nhất tông miếu bị người khác chỗ hư xã tắc bị người khác sở hữu ngươi có gì mặt mũi gặp ngươi thủy tổ khí khà giống như cũng đúng nha lúc này thời điểm tố thiên cơ bọn người xem đến một hồi liên tục gật đầu cái này thân công báo nói thật giống như cũng rất có đạo lý ân hồng cũng hiểu được có lý tự hồ hơi có chút động tâm rồi nhưng đón lấy rồi lại lắc đầu nói nhưng ta từng đối với ta sư đã thề nếu như đổi ý tứ chi đều thành cho bụi huống chi ta cái này tánh mạng cùng một thân võ nghệ cũng là sư tôn chỉ thấy thân công báo cười ngắt lời nói thế gian này nào có cái gì thân thể vì cho bụi sự tình cái này lời thề như thế nào nên được nghiệm ngươi nghe ta khích lệ sửa đổi ý niệm đi phạt chu lâu sau tất thành nghiệp lớn cũng không phụ tổ tông xã tắc chi linh cùng ta một tấm chân tình. Chỉ thấy ân hồng cầm trong tay cầm trong tay nước lửa đạt, khoát trên vai bác quái tím thụ tiên y, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, quay đầu phạt chu đi. Cái này, người này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đây là có chuyện gì? Mẹ của ngươi thù nà. Cái này còn không có xem bao lâu, ngay sau đó lại gặp được kia thái tử ân giao rời cửu tiên núi, mượn độn thổ hướng Tây Kỳ đến đây. Chính hành tầm đó, chưa phát giác ra tia sáng kia tung bay rơi vào một tòa núi cao. Lại có một đạo nhân cưỡi hổ mà đến. Điện Hà, xin dừng bước. Hiển nhiên ân giao thề, như sửa lời mở đầu, lúc bị cày quốc chi ác. Thân công báo cũng chỉ là cười cười, theo đạo hạnh của ngươi, như thế nào bị cày quốc chi ác. Ba phút về sau. Mọi người liền nhìn thấy, thái tử ân giao lưng đeo thư hùng kiếm, ông trong lòng chán nản chung, phiên thiên ấn, toàn bộ là quản thành tử cho phát bảo, sau đó một thân khí khái hào hùng lẫm lẫm phạt chu đi. tố thiên cơ, Khương Tiểu Nguyệt còn có cô đình vân bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Như thế nào người này cũng đi phạt chu á? Cái này, chuyện gì xảy ra? Lại qua một thời gian ngắn, chỉ thấy cái kia giáp long sơn phi vân động, chợt thấy trên vách núi trùng xuống người nhảy đùa nghịch, đúng là một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn đồ đệ thổ hành tôn. Đang muốn rời đi lúc, một cái cưỡi hổ đạo nhân theo trong vách núi đi ra, lúc này đây, so với trước, giống như đạo hạnh càng thêm tinh thâm rồi, mới mở miệng, đạo hữu, xin dừng bước. Tố Thiên Cơ, từng cái trưởng lão trưởng giáo còn có cô đình vân bọn người, đều nhìn chầm chầm trước mắt một màn này, phản phất sợ bỏ qua dù là một tia chi tiết. Ngay tại sau 5 phút, bọn hắn chỉ thấy được thổ hành tôn trọng sư phụ cụ lưu tôn khốn tiên thằng, bình ngọc đang dược, nhắm tam sơn quan phạt chu đi. Cái này cái này cái này. Người này. Tất cả mọi người đều vẽ mặt mộng thần địa nhìn xem cái này thân công báo. Chỉ thấy trong màn hình thân công báo vuốt tri mép, hắc 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 hắc. Vì vậy, bọn hắn chứng kiến. Ân hồng tại thái cực đồ bên trong bị luyện hóa thành tro bụi, tại chỗ ứng thề. Ân giao bị trấn trong núi. Quản thành tử vẽ mặt nhức đầu đẩy cái cày quất lên núi thổ hành tôn bị chặt cái liền đai an toàn lưng nửa người trên rơi xuống đương nhiên đây là nói sao IA a a a à, à, liền cô đình vân cũng không khỏi kinh hô một tiếng người này cái này đây là cái gì tình huống tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình ngay sau đó đang nhìn xong hôm nay cái này mấy tập về sau tất cả đều lật trở về một lần nữa nhìn trước kia mấy cái tiên nhân xuất hiện mấy tập nói thí dụ như tam tiêu nương nương rời núi cái kia một đoạn chỉ thấy cái kia tam tiên đảo bên trên yên hà lượng lờ tùng bách ung tùng yên hà lượng lờ thủy doanh môn tùng bách ung tùng thanh hộ cây cầu đạp khô tra một phong quấn bệ la sau đó quả nhiên nhìn thấy đến rồi một cái cưỡi hổ đạo nhân tại cửa động trước hô đạo hữu Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn nhau liếc, giống như thật sự phát hiện một bí mật lớn, cả kinh kêu lên, lão bản. Người này khiến cho thần thông gì đạo pháp. Tố thiên cơ cũng liền bề bộn theo trên chỗ ngồi đứng lên, chạy đến phương lão bản cái kia, vội vàng đem phương lão bản dắt tới, chỉ vào màn hình hoảng sợ nói, cái này được hay không được học. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn sang, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm vào phương lão bản, lão bản ta cũng muốn học. a, à. ta cũng muốn học cái này. khương tiểu nguyệt đều nhảy đi qua. Ách. À. ân, ừ. phương lão bản nghiêm trang nói, đây chính là thái cổ cấm kỵ chi thuật, có thể hay không học được, còn phải xem các ngươi từng người cơ duyên. nếu như cơ duyên đầy đủ, cho dù là mười mấy tuổi tiểu đồng, cũng có thể nhẹ nhõm học được. phương lão bản lúc nói lời này, liền nhìn xem khương tiểu nguyệt. i a a, a à, a. À. Lão bản nói là bản công chúa có cơ duyên sao, Khương Tiểu Nguyệt quả thực trong bụng nở hoa. Ta nói là. Phương lão bản nghiêm trang nói, ngươi tiểu nha đầu này, bị người lừa dối đi còn phải giúp nhân gia kiếm tiền, học cái gì học. Lạc Kê lão bản, Khương Tiểu Nguyệt quả thực tức bực dậm chân, ngươi mới bị người lừa dối đi còn giúp người ta kiếm tiền. Ngay sau đó Phương lão bản lại nói, nếu là cơ duyên không đủ, mặc dù đứng hàng trưởng giáo trưởng lão, cũng vô pháp học được lúc nói lời này lại phủi tố thiên cơ liếc, ừm, tố thiên cơ trong lòng vui vẻ, vừa mới cái này rắc rưởi lão bản nói có thể học thời điểm, nhìn xem tiểu nguyệt, kết quả tiểu nguyệt không thể học, bây giờ nói không thể học lại nhìn xem bản trưởng lão, chẳng lẽ là ngược thao tác? tố thiên cơ nhất thời vui vẻ nói, chẳng lẽ bản trưởng lão, ngươi có thể học ngược thao tác? Đẹp con mở nó, người đó có thể học. phương lão bản nhún vai bất quá đúng lúc này chỉ nghe cô đình vân nói cái này tam tiêu nhân vật lợi hại như thế đều chết hết văn thái sư cũng chết tại tuyệt long lĩnh thân công báo đều chỉ có thể theo xiển giáo gặp người đến rồi cái này ân thương cũng coi như muốn vong đi à nha lúc này thời điểm chỉ nghe có người kêu lên ra báo trước rồi ngày mai báo trước khổng tuyên binh năng kim kê lĩnh tất cả mọi người nghe xong khẽ giật mình nhìn về phía phương lão bản nói cái này gọi khổng tuyên chính là làm gì chẳng lẽ lại so tam tiêu nương nương còn lợi hại hơn giờ này khắc này tại một đám mượn nhờ nữ võ thần chi vũ tây đại lục thánh giai cường giả đăng lâm thần giới dưới sự giúp đỡ tại nhân viên cửa hàng mai lâm đại pháp sư dưới sự dẫn dắt tại thần giới cũng khai ra một nhà sảnh game thùng chi nhánh phương lão bản năm lần kiếm lấy năng lượng kết tinh lập lại nhiệm vụ tại chinh đồ mộng huyễn tây du đợi trò chơi cầm tay tuyên bố phía dưới có sự tăng trưởng rõ ràng, hơn nữa thần giới sảnh game thùng tiệm mới. Nhiệm vụ lần thứ nhất đã tiếp cận hoàn thành. Mà bọn hắn tại thượng giới, thu thập các loại bày trận tài liệu đồng thời, cũng có một lần nữa thành lập thông đạo của hai giới tính toán, tận sức hoàn nguyên thế giới thời kỳ viễn cổ quá lớn vết tích. Các nhà trong tiệm, về, phong thần bản, cùng ngày mai đổi mới mấy tập nội dung thảo luận, vẫn tại tiếp tục muốn biết một cái tam tiêu nương nương đã đem xiển giáo môn hạ đều đánh bại làm cho toàn bộ xiển giáo như giáo chủ lại không ra tay toàn bộ phong thần đều không thể tiếp tục nữa đem giáo chủ cấp bậc nhân vật bước đến loại tình trạng này có thể thật sự tính toán coi là đạo hạnh thông thiên rồi chẳng lẽ lại còn có thể có so đây càng lợi hại hay sao cái này thần thoại quả thực có thể nói là quá kinh người bọn hắn thật sự là không tưởng tượng nổi sau cửu khúc hoàng hà trận lợi hại hơn vậy là cái gì thần thông đạo pháp? Tam giáo giáp chủ vậy thì thôi, đây chính là hỗn độn sơ khai, không gì sánh được đã lâu tồn tại, bọn hắn sớm đã không thèm nghĩ nữa đó là cái gì dạng tồn tại, bởi vì cái kia đã tại tưởng tượng của bọn hắn năng lực ở ngoài. Nhưng cái này khổng tuyên. Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy ngày mai cái kia khổng tuyên lại sẽ sử dụng lợi hại gì bổn sự đến, lúc này một đám người ngồi vây quanh ở trên ghế salon nghị luận không thể tưởng được khương tiểu nguyệt cao mày quả thực cái đầu nhỏ đều muốn đau ta cảm thấy được nhất định là thiệt nhiều thần kỳ pháp bảo thẩm thanh thanh nói tựa như xích tinh tử đem pháp bảo của mình cho đồ đệ sau ngược lại liền đồ đệ đều đánh không lại làm không tốt cái này khổng tuyên có lợi hại hơn pháp bảo liền giáo chủ còn không sợ lão phu lại cảm thấy là lợi hại hơn trận pháp nạp lan hồng vũ trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ nói cửu khúc hoàng hà trận cũng không quá đáng bố trí nửa tháng, dùng mấy trăm binh sĩ diễn luyện mà thành, nếu là đổi lại càng hữu tâm hơn bố trí, diễn luyện một tòa càng cường đại hơn trận pháp đi ra, biết hay không? Liền giáo chủ cũng có thể vây khốn. Khẳng định không có lợi hại như vậy, Tố Thiên Cơ liền nói, nào có mỗi người đều có thể như Tam Tiên Đảo Tam Tiêu lợi hại như vậy. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, thật sự đều đã định lấy ý lớn hiếp nhỏ bêu danh rồi, như vậy nhân quả, cho dù là bọn hắn những giáo chủ này cấp bậc nhân vật cũng không muốn nhiễm đấy nếu quả thật có so tam tiêu lợi hại hơn cái kia chẳng lẽ lại còn có thể lại để cho nguyên thủy thiên tôn rơi xuống da mặt ra tay một lần khẳng định không có tam tiêu lợi hại tố thiên cơ cường điệu nói bằng không ra tay đi giáo chủ này khá tốt không có ý tứ làm không ra tay đi cái này phong thần còn phong không che trong tiệm hưu nhàn khu có thể nói vừa tình bạn cố tri người đi, lại có người mới đến, đến đêm khuya, hưu nhàn khu khách hàng đã là thay đổi một đám lại một đám người, nhưng chủ đề như trước không biến. Thậm chí là 8 giờ tối đương màn hình lớn phát sóng trực tiếp, mặc dù quan sát không có gì có ích, thực sự sẽ có không ít ở lại chung quanh bình dân, tại trong tiệm quan sát cái này ly kỳ và rộng lớn thần thoại câu chuyện. Có người, thậm chí thẳng đến trong tiệm đóng cửa, ngày hôm sau sáng sớm, lại thấy tại cửa tiệm trước nghị luận ầm ĩ, những này người dị giới, đối với cái này truyền lưu từ viễn cổ thần thoại chuyện xưa yêu thích trình độ, hiển nhiên cũng viễn siêu dĩ vãng, cơ hồ chỉ có Tây Du Ký có thể tới đánh đồng. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa Hoa Thành cửa hàng, Phương lão bản vừa mở ra cửa tiệm, một gian lần lượt từng thân ảnh vọt tới liền vượt qua Phương lão bản, nhanh như chớp hướng trong tiệm đi. Vội vàng xem đổi mới. Vội vàng xem đổi mới. Tố Thiên Cơ một bên kêu gọi hai cái đệ tử, liền một bên vội vội vàng vàng mở ra phong thần bản. Khương Tiểu Nguyệt mấy người cũng vội vàng mở ra phong thần bản ngồi hàng hàng. Thậm chí là Tây Đại Lục một đám các tinh linh, đều không thể chờ đợi được lên. Chỉ thấy cái kia Khương Tử Nha phát binh điểm tướng hoàn tất, quân như một chữ trường xà, đại quy mô, hướng triều ca mà đi, nguyên bản ân thương là vận số đã hết, bản khó có thể tái khởi binh có thể dùng, lại đúng lúc này, chỉ thấy một đám nhân mã đóng quân kim kê lĩnh trên, tinh kỳ che lắp mặt trời, ước chừng 10 vạn chi nhiều, chỉ thấy cái kia thống lĩnh chi tướng vượt qua đám người ra, đại đao đỏ ngựa khí thế cao chót vót, sau lưng ngũ đạo quan hoa sắc gặp, hai mắt như tinh hỏa liệu đốt. Cái kia trong mắt nếu có khai thiên tích địa, nhật nguyệt chi quan, một thân giống như hoàng kim ánh hỏa, một lồng khôi giáp tươi sáng rõ nét. Đúng là khổng tuyên, như vậy thần uy lẫm liệt, cơ hồ vừa ra trận, liền làm cho tất cả mọi người kinh hô lên, càng không nói đến cái kia sau lưng ngũ sắc quan hoa, một khi triển khai, thanh, hoàng, xích, bạch, hắc, hào quang phô thiên cái địa, phản phất bầu trời rung động, cái này, cái này, là khổng tuyên. Chẳng ai ngờ rằng, mặc dù lúc này chủng tình trạng vô vọng sắc, cái này ân thương bên trong, cũng cất giấu như thế người tài, khương tử nha lúc này quân tướng, không chỉ có na tra, dương tiễn, lôi chấn tử bậc này người tài, hoàng thiên hóa, đặng cửu công bậc này tướng soái chi tài, càng có nhiên đăng đạo nhân bậc này pháp lực cao cường tiên nhân trợ trận, mà lúc này nhiên đăng, có thể xưng được là là xưa đâu bằng nay, trong tay chỗ làm cho bảo, chính là triệu công minh để đại bại thập nhị kim tiên. Chí bảo định Hải Châu, tòa hạ tòa kỵ càng là tân thu phục chim đại bàn cánh vàng, lúc này hắn một người uy năng, sợ so thập nhị kim tiên còn chưa bị phế đi sửa gắn liền với thời gian càng tăng lên, ẩn ẩn đã có chút ít nhiên đăng cổ Phật hàm ý rồi. Tây kỳ quân tướng, xếp thành một hàng, không thể bảo là uy danh không thịnh. Mà Kim kê lĩnh, ân thương mười vạn quân trận trước, chỉ vẹn vẹn có một người dục ngựa hướng phía trước, ngũ sắc thần quang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy được bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một màn, vô số binh tướng, na tra, lôi chấn tử. Các loại thần kỳ pháp bảo cường đại, định hải châu, kim bình bác thần thú dị thú. Tại thời khắc này nháy mắt vô tung vô ảnh, như các bụi vào biển, lại không nửa điểm gần sóng, Tây Phương giáo chủ chuẩn đề đạo nhân trình diện, cái kia chuẩn đề đạo nhân, vậy mà cũng bị quan mang kia soát đi, lại không một vật, cái này. Khổng tuyên sau lưng cái kia hào quang năm màu, đây là thần thông gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều la hoảng lên, vẻ mặt hoảng sợ, đây rốt cuộc là thần thông gì, đây chính là giáo chủ cấp bậc nhân vật A, cứ như vậy bị nhíp đi rồi, lão bản, đừng nói Tố Thiên Cơ bọn người, cả cửa hàng cả cửa hàng người, bao quát cô Đình Vân, đông đại lục mấy vị lão tổ ở bên trong cơ hồ tất cả đều thấy choáng, Tố Thiên Cơ chỉ vào trước mắt nói, người này, hắn như thế nào so giáo chủ còn lợi hại hơn. Đương nhiên, Khổng Tuyên là không thể nào thật đánh bại chuẩn đề vị này Tây Phương giáo hai giáo chủ đấy. Đối với những này thế giới khác khán giả mà nói, đây là một mảnh khác cả vùng đất thần thoại truyền kỳ những tiên nhân này cường đại dĩ nhiên khiến cho bọn hắn tâm trí hướng về nhưng bọn hắn càng yêu cái này trong thần thoại chỗ miêu tả mỗi một nhân vật vô luận bọn họ là chính phái cũng hoặc nhân vật phản diện bọn hắn từng cái đều rất sống động khắc họa được lập luận sắc sảo bọn hắn ngạo khiếu thế gian bọn hắn cho là thời đại này anh hùng bọn hắn tựa như cùng ngôi sao đầy trời chiến hỏa đốt Đốt sáng lên mảnh này mặt kiếp phía dưới bầu trời đêm, tại đây kinh khủng nhất hảo kiếp ở bên trong, tách ra bọn hắn ống ánh nhất tinh màu, hiện tại. Khổng tuyên cũng thua ở phương Tây hai giáo chủ trên tay. Mọi người nhìn chăm chú liếc, vậy kế tiếp, hẳn là không người có thể ngăn trở Tây kỳ phạt trụ đi à nha. Mà lúc này đây, bọn hắn lại chứng kiến, giới bài quan hạ gặp tru tiên. Tru tiên là cái gì, hôm nay hiển nhiên còn có một tập, nhưng không kịp chờ đợi phương lão bản chỗ tổ chức cái này, phong thần bản, đoàn tham quan, hết thảy đoàn viên đều một hồi nghị luận ầm ĩ lên. Rồi lại thấy phía trước giới bài quan tốt một tòa đại trận, cái kia bày trận chỗ, trên trời dưới đất, một án đỏ bao phủ, cái kia đa bảo đạo nhân, đã biết xiển giáo môn nhân đến rồi, dùng tay phát một tiếng trưởng tâm lôi, đem hồng khí triển khai, hiện ra trận tới. Đúng là, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại tu di sơn hạ dấu, không cần âm dương biên đảo luyện há không có nước hỏa tôi mũi nhọn tru tiên lợi lục tiên vong hãm tiên bốn phía nhất đến ánh sáng màu đỏ tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu đại la kim tiên máu nhuộm thường trước một mực xem tiệp giáo môn nhân sao lợi hại nhưng chưa từng thấy qua giáo chủ ra tay nhưng mà lúc này đây thông thiên giáo chủ lại là chính xác xuất thủ chỉ thấy tru tiên trận bên trong Trung vàng tiếng vang chỗ một đôi mở cờ chỉ thấy khuê ngưu lên ngồi là thông thiên giáo chủ tả hữu lập chư thay môn nhân ngoài trận đối lập chỗ nguyên thủy đang ngồi đệ tử đứng hầu hai bên đến chín giờ tí nguyên thủy trên đỉnh hiện ra khánh vân rủ xuống châu chuỗi ngọc kim hoa vạn đoá tấp nập không ngừng chừng chiếu rọi trước kia giáo chủ đối với đệ tử còn có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại nhưng bây giờ giáo chủ đối với giáo chủ quả thực xem đến tất cả mọi người từ nội tâm trong muốn thét lên đi ra, đổi lại dĩ vãng, bọn hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn có thể nhìn thấy, như thế tầng cấp chiến đấu, mọi người lúc này cũng theo sát đứng tại tru tiên trận ở bên trong, chỉ thấy cái kia nguyên thủy tại cửu long trầm hương liễn trên, đỡ lấy bay tới liễn, trong trận, tru tiên môn, trên cửa treo một thanh bảo kiểm, tên là, tru tiên kiếm. Nguyên thủy đem liễn vỗ, nhất thời có vạn đoá kim liên, chiếu vào không trung nguyên thủy ngồi ở trong đó trực tiếp tiến vào tru tiên trận cửa cái này tất cả thần thông hiển hóa xem đến trực khiếu mắt người hoa hỗn loạn hoa mắt thần mê ngày ấy phá được cửu khúc hoàng hà trận còn chưa thấy nguyên thủy thiên tôn hiển lộ đạo pháp cái này ngày vừa thấy mới biết đoạn xiển đạo đức đều chính quả mới biết hai giáo bất hư truyền nhưng lúc này khắc đã thấy cái kia thông thiên giáo chủ một phát chưởng tâm lôi chấn động một thanh bảo kiếm lắc lư lại nhìn thấy tuy là nguyên thủy thiên tôn Đầu kia đỉnh lại cũng bị lột bỏ một đóa hoa sen. Đến, trời ạ, à, một hồi kêu sợ hãi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, mặc dù có thể nói một phương có trận thế chi tiện, nhưng trận pháp này uy năng như thế, liền bị bọn hắn nhận định là vô địch giáo chủ cấp bậc cũng bị cắt rơi một đóa hoa sen, đây quả thực. Kinh hải trong lòng đã tột đỉnh, bậc này tuyệt trận, khủng bố như thế tuyệt trận, liền xiển giáo giáp chủ cũng không thể song thân trở ra trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi hiện ra một mảnh trước nay chưa có vẻ hoảng sợ, phản phất bọn hắn trước mắt, đã không còn là một đạo trận pháp, mà là vạn kiếp vực sâu, tại nguyên thủy thiên tôn xuất trận lúc, bất tri bất giác, tất cả mọi người toàn thân cơ hồ đều kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kìm lòng không đặng rùng mình một cái, theo sát lấy, lại gặp được lão tử vào trận. Chỉ thấy trên đỉnh ba đạo khí ra, hóa thành tam thanh, lão tử phục cùng thông thiên giáo chủ đến chiến chỉ nghe chính đông bên trên một tiếng chuông vang, một vị đạo nhân kỵ thú mà đến, đầu đội cửu vân quan, xuyên đỏ thẩm bạch hạt dáng tiêu y, tay trận chiến một thanh bảo kiếm, trong miệng ngâm nga, hỗn nguyên sơ phán đạo như trước, thường có thường không được tự nhiên, tử khí đi về đông ba vạn dặm, hàm quan ngày sinh năm ngàn năm. Lý Đạo Huynh Ta đến giúp ngươi một tay. Đây chính là thượng thanh đạo nhân đấy, chính nam bên trên lại có tiếng chuông, một vị đạo giả mang như ý quang, xuyên vàng nhạc bát quái y, cưỡi thiên mã mà đến, một tay chấp linh chi như ý, trong miệng ngâm tụng nói, hàm quan vừa ra đến công luân, thống nhất hoa di thuộc đạo môn, ta thể bản cùng thiên địa lão, tu nhị núi ngược lại tính còn tồn. Lý Đạo Huynh Ta đến tá ngươi chung nằm thông thiên đạo nhân. Đây chính là Ngọc Thanh đạo nhân, ngay sau đó, mọi người lại thấy một đạo nhân mang cửu tiêu quan, xuyên bác bảo vạn thọ tử hà y, một tay chấp long tu phiến, một tay chấp tam bảo ngọc như ý, cưỡi sư mà đến, đây chính là Thái Thanh Đạo Nhân, đây là. Ở đây hết thảy tu sĩ, võ giả, trong lòng phản phất có một cổ cực lớn xung lượng muốn như núi lửa bộc phát tới. Đây là hạng gì rung động, mới như nổi trống đập tâm linh của bọn hắn. Thứ này lại có thể là Tam Thanh, tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Tam Thanh bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết được, muốn biết bọn hắn ấn tượng sâu nhất, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, thuộc sơn tam thanh điện trong cung phụng chính là ba vị này. Đạo giáo thần chí cao chỉ, mà bây giờ, lại bị một người hiển hiện ra, nhất khí hóa tam thanh, cái kia tam thanh, vậy mà các hiển thần thông đạo Pháp, thực lực cùng lão tử ít lẫn nhau cao thấp. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được vẻ này như từ hồng hoang khai thiên tiếp địa mà đến hỗn độn thanh khí, đó là thế gian căn nguyên nhất cũng là khí tức đáng sợ nhất bọn hắn quả thực đã vô lực lại đi suy nghĩ mặt khác, chỉ ở thần thông như vậy đạo Pháp trong thuyết phục, tam giáo giáp chủ có lẽ thần thông đạo Pháp hơi có cao thấp chi trên lệch, nhưng như vậy đấu Pháp. Các ngươi như thế nào tất cả đều quỳ nhìn. Bỗng nhiên một giọng nói kinh sợ gào to. Quả thực đều muốn sợ quá khóc. Cái này lão tử lại lợi hại như thế, mặc dù vị phá trận, nhưng rõ ràng liền thông thiên giáo chủ đều bị đánh hai ba biển quải. Hơn nữa còn là tại đây kinh khủng chu tiên đại trận trong. Đúng lúc này không nói những tu sĩ này đám võ giả, một đám các tinh linh đều xem ván đầu, chỉ cảm thấy cái này cũng thật lợi hại, cái kia cũng không có người có thể địch, cái chỗ này, tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng cường giả, càng chớ nói về sau tại màn hình lớn thấy như vậy một màn nữ võ thần Isabel. Cũng may tạm thời còn chưa khôi phục, nếu không cho dù khôi phục cũng phải lần nữa bị dọa bày tại ao rồi. Cái này cái gì thông thiên, lão tử, nguyên thủy thiên tôn. Sao như thế làm cho người ta sợ hãi, nàng một người ở trong ao cao giọng thét lên, lông mau dựng đứng, mồ hôi lạnh ứa ra, đây rốt cuộc là ở đâu? Quá là đáng sợ. Với tư cách tiên thiên thần minh nàng, từ khi ra đời nhắc đến liền từ không biết hiểu sợ hãi loại tâm tình này là cảm giác gì. Nhưng giờ khắc này, nàng là chính xác cảm nhận được hơn nữa cái loại này sợ hãi, là xâm nhập nội tâm lại tùy theo chuyển hóa là một loại khó nói lên lời kính sợ đối với mảnh trời này người thần kính sợ người có lẽ là nàng trở thành thần đến nay lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này cái này thông thiên giáo chủ cũng thật lợi hại mọi người hoảng sợ nói mặc dù thần thông đạo pháp không bằng lão tử nhưng bàn về phá trận mà ngay cả lão tử cũng muốn tập hợp đủ bốn vị giáo chủ lực lượng mới có thể phá trận này cái này trận được hay không được Tố Thiên Cơ kinh hô một tiếng. Cho ngươi học ngươi học được sao, phương lão bản bạch nàng liếc, ngốc hay không ngốc? Hình như là học không được. Lập tức Mỹ mâu trừng mắt, ngươi mới ngốc. Bản trưởng lão cũng liền cá ướp muối một chút mà thôi, ở đâu choáng ván, không muốn vu oan ta tốt a à? Mà lúc này đây, vạn tiên hải, tru ma đài, chỉ thấy vạn tiên hội tụ, tinh kỳ rêu rao, chúng thần điện. Kim quan hội tụ, chư thần đứng ngạo nghễ thiên địa, cửu u phía dưới, vạn ma cúi đầu, cái kia bóng tối vô tận dưới đáy, từng tòa đáng sợ hắc ám thần chỉ, từ viễn cổ trong mộ địa thức tỉnh, ta đã tạ thế. Thiên địa thần phục. Chúng ta kéo dài ngàn vạn năm mưu đồ, rốt cục có thể hoàn thành. Nhân giới được gọi là chiến trường. Mặc dù thiên hủy địa diệt, giới này vạn kiếp câu diệt, cũng phải đoạt được tạo hóa chí thánh đồ vật. Ta cuối cùng rồi sẽ vĩnh hằng đương nhiên trong tiệm đối với thế giới như thế này bên ngoài sự tình hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả mỗi ngày ngoại trừ tất yếu làm công tác hoặc là mặt khác tự là lên mạng chơi game xem kịch có chút so sánh cá ướp muối đấy liền hơi xa một chút địa phương sự tình cũng không biết phương lão bản tắc thì mỗi ngày đắm chìm trong trong khi tu luyện hơn nữa còn phải xem cửa hàng tự nhiên thời gian khuyết thiếu Phương lão bản hôm nay đã hoàn thành vòng thứ nhất kiếm lấy linh tinh nhiệm vụ, phần lớn thời gian đều đang cùng nạp lan minh tuyết một đạo trù tính bước tiếp theo trưởng du lịch kế hoạch, càng không có cái kia thời gian rỗi quản sự tình khác. Rỗi rảnh đến phương lão bản liếc nhìn tự mình hệ thống bản, phát hiện nhiệm vụ tiến độ, vẫn luôn theo một loại nhanh chóng mà lại ổn định tốc độ tăng lên lấy, cái này tiên giới cùng thần giới. Thật đúng là có tiền à. Ta cảm thấy được, chinh đồ, có thể chuẩn bị mở ra quốc chiến rồi. Phương lão bản mở miệng nói, cái này cần phải so sánh kiếm tiền. Về phần toàn bộ trong tiệm không khí, tắc thì không có mảy may biến hóa. Một ít các tu sĩ, đang thu thập luyện chế trận đồ tài liệu, hoặc là học tập một ít thần thông phép thuật, nói thí dụ như tố thiên cơ, an hổ uy bọn người, mỗi ngày loay hoay chết đi được. Huống chi mỗi ngày còn phải xem kịch. Cái này, phong thần bản, phải hay là không phải lớn kết cục, mọi người một bên tha thiết mong chờ chờ cái này, phong thần bản, đại kết cục, bên kia vừa hy vọng cái này kịch tối nay nhi kết cục, dù sao. Như vậy một cái thần thoại kịch, cũng thực cho bọn hắn sinh hoạt tăng thêm không ít càng thêm phong phú sắc thái. Tại, phong thần bản, bên trong, vài món pháp bảo cường đại có thể nhường vừa mới học đạo có một chút thành tựu tu sĩ, vượt qua vô số giai tầng cùng tu vi chướng ngại, thẳng đánh cho kim tiên cũng không còn sức đánh trả một đạo trận pháp gọi một đám phàm nhân diễn luyện liền có thể nhường thần tiên pháp lực mất hết nửa điểm thần thông cũng không thi triển được giam ở trong đó chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đây càng là mới nghe lần đầu các loại thần thông càng là người xem đáp ứng không xuể ngũ sắc thần quang đinh đầu thất tiễn thư các loại thần thông đạo pháp vi năng hoặc trung chuyển trời đất hoặc kỳ quỷ không gì sánh được giết người vô hình huống chi. Nhìn thấy bây giờ. Sáng sớm, một đám người nâng bưng lấy mì tôm, quả nhiên bưng cappuccino, lại bắt đầu nghị luận lên. Cái kia thông thiên giáo chủ, bày ra lợi hại như vậy tru tiên trận đều bị phá, phải hay là không tiệt giáo đã thua á? Các ngươi nói. Cái này thông thiên giáo chủ, biết hay không còn có cái gì lợi hại hơn thủ đoạn, nạp lan minh tuyết tắc thì suy đoán nói, cảm giác. Thông thiên giáo chủ như vậy năng lực, nếu là như vậy bị thua cũng quá đơn giản chút ít không thể nào tống thanh phong tức thì bị nạp lan minh tuyết suy đoán lại càng hoảng sợ lớp trưởng tru tiên trận đều lợi hại như vậy làm sao có thể còn sẽ có lợi hại hơn muốn biết tru tiên trận thế nhưng mà liên hợp bốn vị giáo chủ cấp bậc nhân vật ra tay lúc này mới đem tru tiên trận phá vỡ so với dĩ vãn thập tuyệt trận cửu khúc hoàng hà đại trấn quả thực không phải một cái cấp bậc liền nguyên thủy thiên tôn loại tồn tại này đều bị lột bỏ một đóa hoa sen, làm sao có thể còn sẽ có so đây càng thủ đoạn lợi hại. Nhưng lúc bọn hắn mở ra hôm nay đổi mới phim mới xem xét, tam giáo đại hội vạn tiên trận. Vạn tiên trận, mọi người nhìn chăm chú liếc. Đây cũng là trận pháp gì, chẳng lẽ so tru tiên trận còn muốn lợi hại hơn, vội vàng lại mở ra hôm nay mới một tập, không kịp chờ đợi nhìn lại. Lúc này đây, vạn tiên trận trước, có thể nói chúng tiên giá lâm, Ngọc Hư Môn Hạ, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân. Tất cả tiên nhân, đều trình diện, mặc dù bây giờ đã không còn nửa năm đó pháp lực, nhưng Ngọc Hư Môn Nhân, như thế nào bình thường, mà đối diện với của bọn hắn, mây khói mênh mông, chỉ nghe một tiếng tiếng sấm vang vọng, tráng mây tản ra, lộ ra trong đó vạn tiên trận tới. Trước vừa mới bắt đầu xem, phong thần bản, lúc, xem cái kia Ngọc Hư cung lúc, nhìn thấy cái kia núi vân trung ẩn, tiên lầu cao điện, quần tiên bái yết liền cho rằng đó là phương thế giới này quần tiên hội tụ chỗ rồi. Nhưng hôm nay đánh giá, mới biết như thế nào vạn tiên, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái kia yên hà che đậy ngũ sắc kim quang, gặp tiệt giáo trong cao cao hạ hạ, tích lũy tích lũy lũ, đều là ngũ nhạc tam sơn tứ hải bên trong, dạo chơi tiên khách, liếc lại phản phất trong không đến cuối cùng. Thiên địa ẩn sĩ, nhiều loại người tài, mỗi người pháp thuật tinh thâm, thần thông siêu phàm. Trước 600 phàm nhân quân tốt bố trí xuống cửu khúc hoàng hà trận, đã để thập nhị kim tiên ngã xuống phàm trần, hôm nay thông thiên giáo chủ tự tay bố trí, vạn tiên vì trận, bậc này trận pháp. Lại sẽ là hạng gì uy năng, càng thêm tinh kỳ chính là, cái kia vạn tiên trận ở bên trong, lại có nhiều loại đại trận, thái cực trận, lưỡng nghi trận, tứ tượng trận, trong trận có trận, mắt xích liên kết, càng khác thường hơn bảo sáu hồng phiên, Hồng phiên lay động thần hồn đều vẫn nhưng giờ này khắc này tây kỳ trước trận đã là nguyên thủy thiên tôn lão tử phương tây hai thánh đều trình diện mặc kệ cái kia vạn tiên đại trận so với tru tiên trận uy năng càng tăng lên nhưng tường đổ mọi người đẩy tại bốn vị giáo chủ hợp lực phía dưới đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ mọi người chỉ thấy thông thiên giáo chủ bị bốn vị giáo chủ phá vạn tiên trận bên trong có thành thần người có về tây phương giáo chủ người có bỏ chạy người, có hay không cô chịu chết người, lúc đó võ đang thánh mẫu gặp trận thế khó chống, lời đầu tiên đi, thân công báo cũng đi rồi, bị lô tiên đã về Tây Phương giáo chủ, duy chỉ có còn lại thông thiên giáo chủ dẫn hai ba trăm tên tán tiên, mặt mũi mất hết. Không ai có thể ngăn cản một thời đại mới tiến đến, cho dù là mạnh như thông thiên giáo chủ, mạnh như tiệt giáo, hôm nay cũng chia sụp đổ phân ly, mọi người chứng kiến tại đây, một mặt ảm đạm, cũng một mặt ám thở vào nhẹ nhõm, trước mắt mảnh này đã một nát không chịu nổi vương triều, cũng sắp ầm ầm sụp đổ. Từ xưa đến nay, nào có cái gì bất hủ vương triều, ân thương tựu là ví dụ tử, liền phản phất người sinh lão bệnh tử, có hưng, liền có suy, còn sống, liền có diệt. Chính như thiên đạo hàng thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong. Mà trận này ảnh hưởng đến thiên địa tam giới, tiên, thần, người khổng lồ hảo kiếp, cũng tùy theo rốt cục đi hướng kết thúc. Đúng lúc này. Tố Thiên Cơ, Cô Đình Vân còn có tay đại lục nhiều khán giả, một bên xem kịch, một mặt chợt thấy chính nam bên trên tường vân vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dị hương tập kích tập kích, gặp một đạo giả tay cầm cành trúc mà đến. Làm kệ viết, kê cao gối mà ngủ chính tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền ba hữu, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa hồng quân. Đây cũng là người nào, Tố Thiên Cơ nhìn xem người đạo nhân này, chẳng lẽ? Phong thần còn chưa chấm dứt. Đây cũng là phương nào trưởng giáo, nghe cái này thơ kệ, mọi người nháy mắt cảm nhận được, người này bí quyết không kém thông thiên giáo chủ. Nhưng vì cái gì? Trước kia tự hồ toàn bộ chưa nói qua. Huống chi giữa thiên địa này đại giáo, không phải chỉ có tam giáo cộng thêm một cái tây phương giáo sao, đúng lúc này, chỉ thấy thông thiên giáo chủ cúng quyết tiến lên nên đón, ngược lại dưới thân bái viết, đệ tử nguyện lão sư thánh thọ vô cương. Không biết lão sư giá lâm, chưa từng xa tiếp, nhìn qua xin thứ tội. Lão Lão sư Thông thiên giáo chủ loại tồn tại này, rõ ràng còn có. Lão sư Bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, lại có thể. Nguyên thủy thiên tôn, lão tử, tất cả đều miệng nói lão sư, toàn bộ, phong thần bản đến nơi này cũng rốt cục đi hướng kết cục lại nói cái kia hồng quân đạo nhân trình diện mọi người mới biết tam giáo giáp chủ trước theo sư huynh đệ tương xứng lại không phải hữu hảo kính xưng hoặc nguyên nhân khác không ngờ là thật sự một môn phía dưới trước càng có chút không dám tin tưởng nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt vẫn không khỏi được không tin lại nguyên lai hai giáo chi tranh trận này kinh thiên địa quỷ thần khiếp phong thần chiến vậy mà nguyên lai là đồng môn cuộc chiến tôn sư môn này, rốt cuộc là mạnh cỡ bao nhiêu, hồng quân đạo nhân trình diện, hết thảy đã thành định số, hồng quân đạo nhân một mặt chất vấn khiển trách thông thiên giáo chủ không ước thúc môn nhân, thân là phong thần bản ký kết người, cũng không có. Thể thiện vì môn hạ chúng tiên giải thoát, chỉ biết một mặt sát phạt, một cái khác tràn diện tắc thì lại mệnh nguyên thủy, lão tử hai người lui nhường một bước, nhường qua trận này hiềm khích, không được tái khởi can qua, tất cả về núi khuyết, từ nay về sau tất cả tu tôn giáo. Đắc kỷ đợi hiên viên phần mộ ba yêu bị chém đầu, trụ vương từ phen tại trích tinh lâu, là thương vong mà tuần hưng. Giờ khắc này, phong thần cũng rốt cục bắt đầu rồi, chỉ thấy cái kia phong thần đài trên, liệt túc quần tinh lần lượt sáng lên, quần tiên liệt vị, khương tử nha tay nâng ngọc phù kim sách, đem phù cung cấp phóng bàn phía trên, tay trái chấp hạnh hoàng kỳ, tay phải chấp đã thần tiên, đứng thẳng trung ương, Thủ hộ phong thần đài thanh phúc thần bách giám, tại đàn hạ nghe hầu. Bách giám có thể đem phong thần bản treo dưới đài. Chư thần đều đương tuần tự mà vào, không được nâng càng lấy tội trạng. Một câu tức, chỉ thấy cái kia phong thần đài trên, gió dao động ảnh động, phản phất vô số tiên hồn, bị triệu mà ra, cái này. Cái này không phải là báo trước bên trong một màn kia sao, mọi người không nhịn được hoảng sợ nói. Phong thần bản đi ra nguyên lai like đây cũng là phong thần bản sao tất cả mọi người chứng kiến giờ khắc này trong nội tâm kích động đã tột đỉnh bởi vì bọn hắn sau đó phải chứng kiến đấy là từ khai thiên lập địa tới nay chưa bao giờ có đại sự phong thần tất cả mọi người cơ hồ cũng không khỏi tự chủ kích động đến run rẩy lên chỉ thấy cái kia thủ hộ phong thần đài thanh phúc thần bách giám lĩnh pháp chỉ đem phong thần bản treo dưới đài chư thần đều túng tụng mà đến quan sát cái kia đứng đầu bản tự là bách giám cái này bách giám lại là người nào, lại có thể được đứng đầu bảng. Mọi người không nhịn được một hồi kỳ quái, đúng đấy, hắn không phải vẫn canh giữ ở phong thần đài sao. Thương Chu cuộc chiến cũng chưa từng thấy qua a à. Chỉ nghe Khương Tử Nha viết, người bách giám sư kia vì hoàng đế hiên viên đại soái chinh phạt si vưu, từng có sắc công, bất hạnh cứt chết bắc hải, hy sinh thân mình đền nợ nước, trung tẩn đáng khen. Trước giờ thẩm luân hải kiệu, hoàn càng có thể mẫn hạnh gặp khương thượng phong thần, thủ đài công thành, đặc biệt ban thưởng thực, an ủi ngươi trung hồn. Chính là sắc phong ngươi vì tam giới thủ lĩnh tám bộ 365 vị thanh phúc chính thần chức vụ, ngươi hắn không quá thay. Hiên viên hoàng đế Chinh phạt si vưu Đây chẳng phải là đã đến cái này, hoa hạ, đầu nguồn. Bọn hắn hiển nhiên cũng đối với cái này thần bí và xa xôi quốc gia tràn ngập tò mò, cũng đồng dạng đối với mấy cái này truyền thuyết cảm thấy cực kỳ hứng thú, mặc dù lúc này chỉ có đôi câu vài lời, cũng nghe được lại là trở nên kích động. Sắc phong ngươi hoàng phi hổ vì ngũ nhạc đứng đầu, Đông Nhạc Đại Đế. Chấp chưởng U Minh Địa phủ 18 tầng địa ngục, phàm tất cả sinh tử chuyển hóa nhân thần tiên quỷ, đều theo Đông Nhạc khám đúng. A à nha. Hoàng phi hổ tướng quân phong thần rồi. Đông Nhạc Đại Đế. Nghe thật là lợi hại phong thần đài trên, thần quan sáng lên, mọi người cũng không nhịn được một hồi nhảy cẩn hoang hô, một đường nhìn qua, theo trung can nghĩa đảm võ thành vương, đến thương trụ vương đùa giỡn cũng bức tử hắn phu nhân từng bước một bị buộc đến phản ra triều ca, càng càng về sau chết trận xa trường, tất cả mọi người cũng không nhịn được vì như vậy một cái lương tướng cảm thấy đáng tiếc. Không nghĩ tới sau khi chết có thể phong đông nhạc đại đế, quá tuyệt vời, mọi người không khỏi một hồi cao hứng địa nói phong văn trọng cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chức vụ, vẫn xuất lĩnh lôi bộ 24 viên, thúc vân trợ mưa, hộ pháp thiên quân. Ý a a. A a. Văn Thái Sư cũng có, mọi người không nhịn được lại một hồi hoang hô lên, vị này phụ tướng hai triều, kiệt trung chết hết lão thần, mặc dù đang ở ân thương, nhưng mọi người cũng là cực kỳ kính nể. Lại càng không cần phải nói lôi bộ 24 viên, đúng là bố trí xuống thập tuyệt trận thập thiên quân cùng văn trọng ngày xưa bộ hạ. Ma lễ thanh, ma lễ hải, ma lễ thọ, ma lễ hồng, ma gia tứ tướng vì tứ đại thiên vương. Mọi người không khỏi kinh hô lên, nguyên lai là tứ đại thiên vương. Chỉ thấy cái kia chúng tiên giới thụ phong, không nhịn được phát ra một hồi lại một trận sợ hãi tháng phục, bọn hắn sợ hãi tháng phục, tự nhiên không phải là bởi vì bị hù dọa rồi, mà là có một loại không lời cảm động cùng kích động. Nguyên lai like cái này, hoa hạ, chúng thần. Thì ra là như vậy tới. 36 thiên cương, thất thập nhị sát, 16 tinh tú, vậy mà đều là tiệt giáo tiên nhân, lý tịnh cũng đồng dạng trên bản nổi danh, nguyên lai like thác tháp thiên vương cũng là như vậy tới. Theo trong thế tục phàm trần phàm nhân, tu sĩ, tiên nhân, đến. Phong thần bản bên trên 365 vị thanh phúc chính thần, nguyên lai. Like. Chúng ta trước, tại Tây Du, chứng kiến chúng thần rõ ràng còn có dạng này lai lịch, rõ ràng còn có như thế như sóng tràn bờ truyền kỳ cố sự, giờ khắc này, hết thảy người xem nội tâm, kích động, trung động, cảm động đợi vô số cảm xúc hỗn tạp tạp cùng một chỗ, kích động cùng cảm động là vì bọn hắn thấy được, ở như vậy một phiến thiên địa gian, nhân loại rõ ràng cũng có thể gọn gàng như thế thông thiên đạo Pháp, nhân loại, yêu tiên vân. Vân rõ ràng cũng có thể. Liệt tại chư thần vị, bọn họ cùng Phương Khải xuyên qua trước người xem đứng góc độ lại có bất đồng, với tư cách từng người từng người còn đang vì trong trần thế giải dụa, đại đạo tối nghĩa không rõ, tiên lộ dần dần ẩn, thiên đạo đoạn tuyệt mà thân ở trong đó tu sĩ, đám võ giả mà nói, bọn hắn đương nhiên kích động, thậm chí chấn động theo cùng phấn chấn, xem na. Đó chính là cái kia phiến hoa hạ mặt đất thần linh, bọn hắn phần lớn đã từng cũng tại phàm trần tục thế tu hành, bọn hắn tại phàm trần trong lúc từng sáng tác hạ như vậy tráng lệ thần thoại văn chương. Cái kia có lẽ là một cái hạo kiếp bên trong ác liệt nhất thời đại, nhưng thời đại tạo anh hùng, đó cũng là một cái huy hoàng nhất thời đại, ma gia tứ tướng, thập thiên quân, văn thái sư, tam tiêu, thập tuyệt trận, cửu khúc hoàng hà, ngũ sắc thần quang, định hải châu, trảm tiên phi đao, phiên thiên ấn, hỗn nguyên kim đấu. Mỗi một cái tên, nghe nhiều nên thuộc, phong thần truyền thuyết, có thể nói đã khắc ở những tu sĩ này cùng võ giả trong lòng. Mà hôm nay, từng cái chúng thần hình tượng, cũng thật sâu khắc dấu tại trong đầu của bọn họ. Mà chức trách của bọn hắn, cũng không phải thống ngự áp bách dưới giới phàm nhân, mà là giống như lôi bộ chính thần vải mưa hưng vân trợ Thái Bình, tư bồi vạn vật có bầy sinh, từ hôm nay lôi tổ thừa thiên sắc, quốc ác an lương đạt thánh minh. Như lửa bộ chính thần tuần tra xem xét nhân gian thiện ác. Giống như Long Hổ Huyền Đàn Chân Quân chi thần triệu công minh, xuất lĩnh bộ hạ bốn vị chính thần, nên tường hưởng phúc. Bọn hắn từ nhân gian mà đến, giữ gìn một phương trật tự, cũng phù hộ này phương nhân gian. Đúng lúc này, đừng nói là toàn bộ trong tiệm người xem, ngay tại về sau màn hình lớn phát sóng trực tiếp lúc, liền nữ võ thần Isabel thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính lên. Những này thần, không nghĩ tới tại một thế giới khác gian, còn có dạng này thần. Đồng dạng thân là thần, đã có tấm gương phía trước, thoáng cái cảm giác mình cũng trách nhiệm trọng đại lên. Lập tức lại nghĩ một hồi, ia, a, a. Tay chân liền hoàn toàn không nghe sai khiến, còn là ngồi phịch ở trong hồ, mang đầy ngập khát vọng, tiếp tục xem kịch.